Sáng ngày 30 tháng 12 tại Ủy ban nhân dân xã Tân Dương, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên chủ trì buổi đối thoại vận động, thuyết phục, giải quyết kiến nghị đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến cổng trung đoàn 238 xã Tân Dương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện. Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến cổng trung đoàn 238 xã Tân Dương có chiều dài 950m với 85 hộ dân có đất ở bị thu hồi. Đến nay đã có 60 trên 85 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền 65 tỷ đồng. 9 trên 21 hộ đã bốc thăm nhận đất tái định cư, còn 25 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Tại buổi đối thoại, các hộ dân vẫn tiếp tục các kiến nghị về căn cứ xác định nguồn gốc đất ở, đất hành lang an toàn giao thông, đơn giá bồi thường về đất ở, công trình và kiến trúc, xét và cấp đất tái định cư đối với các hộ còn lại diện tích nhỏ hẹp sau khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Các phòng ban chuyên môn của huyện đã lắng nghe và trả lời các ý kiến kiến nghị của các hộ dân theo thẩm quyền và phân tích giải thích về các trình tự thủ tục quy định của pháp luật về căn cứ xác định nguồn gốc đất, chỉ giới đất hành lang an toàn giao thông, quy định về cấp đất tái định cư. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến kiến nghị của các hộ dân, đồng thời đề nghị các hộ dân cung cấp thêm các hồ sơ tài liệu liên quan để chứng minh nguồn gốc đất ở. Huyện sẽ thành lập tổ công tác đến làm việc đối thoại trực tiếp với từng hộ dân. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cùng phối hợp với người dân, thống kê, kiểm tra các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất của các hộ dân, rà soát lại quá trình kiểm đếm, tránh những thiếu sót, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác, ủng hộ của người dân để dự án triển khai đảm bảo tiến độ.